Này, chưa điều tra rõ. Chưa điều tra rõ. Vẫn còn lợn mợ bắt mấy con tiếp
chiêu đấy. Đây cua này, con cua càng to cua dạy bác thần chủ này. Như kiểu càng cua như cha luôn. Bắt ở đâu? Bắt ở ruộng ấy. À nhầm, bắt dưới suối ấy. Điều lắm. Ôi, chù, dũng. Làm món gì cái đời này? À đây. Ok, thôi được rồi, hôm nay coi như ta bỏ 200 nghìn ra để... Bỏ càng này. Hả? Coi như ta lỗ mất 200 nghìn rồi. Được món ngon là được. Anh em mình sẽ làm món này. À, cua rang muối. Cua rang muối, đỉnh đấy. Bây giờ thì... Sao làm món không món cua rang ớt? Ừ, cua rang muối. Đi. Về đi, không tổ nghĩ. Thế làm gỏi cua đây. Gỏi gì? Ơ mà cua này là cua của em chứ cua của anh à? Cả 2 lít đấy. Anh phải giả em nửa cua nữa xong rồi em đưa tiền. Sau khi anh em mình lọc sạch, bây giờ phải lọc bỏ mấy con to mình. Thế nên là mình phải... Đấy. Bóc bỏ luôn cái này đi nhỉ. Bóc làm gì? Mấy con to. Đáng lẽ ra cua rang muối là người ta phải bóc bỏ cái dưới này. Nhưng mà cua của anh em mình khá là nhỏ, thế lại lọc bỏ mấy con to rồi. Nhưng mà chưa tất cả con. Chơi cả con luôn. Không phải bọc. Răng ra. Từ từ. Tay tao mẹ. Ê mày đảo lên đi. Đảo 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 đi. Tay tao đổ vào cháu về. Tao để làm một cái đá chơi. Hết rồi chơi gì. Đấy. Làm chưa. À chưa to không lộ. À đỏ. Đỏ luôn nhờ. Đỏ đỏ. Ui, em ăn con càng to. Nó lửa luôn, ấy. Con này này. Nó lửa. Nhanh chín thế. Làm không. Thế làm rồi. Em biết lại, em lấy được cái này. Cho chậu cái vào đây. Làm gì đã chín. Chưa chín đâu anh ơi. Chưa chín. Ôi, anh còn chưa cho gia vị. Chưa. Làm gì là đến giờ cho gia vị. Chưa cho đồ gì cả. Thơm nhỉ. Tươi không? Giòn không? Trông đẹp không? Tươi không? Ê! Em muốn ăn con bạch tạng rồi. Cái gì? Bạch tạng. Ừ, cua bạch tạng, cua bạch tạng. Ui vãi. Sao lúc nãy em nhìn không thấy con nào, sao bây giờ lại có nhỉ? Thế mà không để lại mà nuôi. Ồ, phí vãi. Cua bạch tạng, muốn ăn thử. Ăn thử cua bạch tạng xem như thế nào. Mày vào lấy tỏi đây, bây giờ bắt đầu chiên tỏi đã. Tỏi á? Ừ. Ở đâu? Ở đâu ấy nhỉ? Ui cả cái gì đây? Mùi củ giá. Hả? Không biết vậy. Thì em thử cho một con nhé. Ừ. Thơm chưa? Thơm chưa? À thôi, thì em phải làm đủ đủ món cho cái con bạch tạng. Con cua bạch tạng này, tí nữa em thử trước anh được ăn được mất phần em rồi nhé. Ừ. Nên là cái mâm, lấy mâm đây để chuẩn bị nhỉ. Ngon. Anh thử một con cua đỏ nhé. Ôi chết rồi, tao quên mất cách làm nữa thế nào rồi. Con rau rồi xả nữa nhỉ. Đòn thơm. Tỏi với xả nấu với nhau được không nhỉ? Được. Tao cũng quên bản. Không phải ăn chả đâu. Ừ. Thế thì lại cho cua vào đảo tiếp. Anh thân nó béo kinh lắm mày ạ. Ngon không? Ngon. Thì chưa. Anh ấy thân nó mới ngon cơ. Đang làm thì ăn chỗ nào cũng ngon hết. Rồi. Lấy cái mâm lên đây. Đưa lẩu lại bảo lấy ra rồi. Tốt vào, đặt tốt vào. Một tí nhiều quá mà không ăn được. Ăn được. Biết đâu anh nữa. Anh không biết nấu thật chai em đâu mà. Thôi không nổi ạ. Mẹ ăn cua bạch tạng của em đây này. Anh cái rau gì rồi? Mưa là chín rồi nhỉ. Anh xa. Anh đi cất con gà đi anh ơi. Làm gì đã chín. Anh đừng, làm gì đã ngấm. Ngấm rồi.
đâu có bạch tạng lắm đâu. Quên mất rồi. Bạch tạng đâu rồi? Đây gì hả? Ô sao nó lại nhân giống ra một con bé bé nữa này? Đây nữa này, nhiều quá. Con này là con quý em à. Bạch tạng này ngoài đây. Đấy cũng bạch tạng này. À, chạy nhá. Bạch tạng đâu? Rồi, ok. Cô bạch tạng của em đâu? Đấy, chưa, để con kia đi ra dẫn. Anh chắc cái đấy vẫn gì? Muối. Đây muối à? Ừ. Điều. Ây, bạch tạng em đâu? Đấy, rồi, ok. Lê, tê phê. Chán. Không con à? Vừa khéo kịp giờ ăn tối mọi người ạ. Để em ăn thử, ăn miếng tỏi rồi đánh giá nhá. Ừ. Thật ra mình không biết làm món này lắm. Cứ quên hết cả quá trình làm. Muối không bắt được. Anh ơi, đó là vừa ra cả người... các bạn này, ăn con cua bạch tạng này. Tất cả mọi người nhá. Bạch tạng này thấy không? Được không? Ngon lắm, béo. Đấy, ăn thử nhé. Giòn. Sợ. Cắn này. Đây, ăn cua là phải cuốn cái lá này này, mọi người biết lá gì đấy không? Không ăn. Không, nhầm, lá lốt. Con cua chạm của em ngon cực. Con nào cũng ngon. Ăn cả thế này mới ngon. Con lá lốt vào. Không. Cái gì đấy? Tảng sắc. Này, nó như vậy cuốn mù tạt nữa. Ừ, cuốn mù tạt. Cái xem gì đấy? Xem gì người táo? Kết quả số mình bắt. Ê! Không bỏ bị bỏ lô ở đề đi mà làm người. Mình điên à? Người ta gọi là chơi ít nước lại nhà mà. Ừ. Ai sợ. Ôi trời ơi. Đâu? Kiếm ra một con bạch tạng đâu? Bạch tạng á? Đấy. Đâu đây, đây con này bẩn bẩn mày tặng. À, đây, đây để giới thiệu cho bọn ăn cách ăn cảng cua to ăn giống kiểu con tôm hùm Alaska. Đây là cảng tôm hùm Alaska. Đâu, đây là con cua hàng đấy. À đâu, cua Cà Mau. Cắn à. Bẻ ra. Bẻ ra đấy, nó chít chít rồi. Ôi trời. Mình tặng giỏi. Ê, nhìn thịt nó mini rồi.